Thôi đừng nói vậy, tao chỉ cần đi mẹ 3 triệu cho các em đi taxi đến nhà mày thôi. Mày ngu lắm. Thôi mày ngu lắm. Ông anh chơi vui thôi, hai pha hết không quan trọng, anh chơi vui thôi. Lại nhớ em rồi đây, bố mày đang ở 326 Phan Đăng Lưu, Kiến An, đúng không? Mày lổ mẹ mày bao nhiêu phút rồi sang bố mày đi. Không, anh thì không biết mà xã hội. Anh mới bảo anh không biết mà xã hội, chơi vui thôi. Anh mới bảo anh không biết mà xấu hổ chơi vui thôi. Anh chửi người ta biết. Ừ, thôi anh cảm ơn công nhân nhá. Đây anh đợi ở Kiến An này. Anh vẫn đang bật chế độ chờ. Chờ một đứa nào đến muốn đi chết thì chờ. Không anh thì 2 lít thôi. Đứa nào muốn chết thì đến gặp anh. Chứ đừng có điện thoại sủa. Đúng rồi anh em nhá, công nhân nhá. Dịch VIP nha. Không, chúng nó không hiểu. Không hiểu. Không hiểu. Ai vẫn ngồi một mình luôn. Ở quán chờ. Chỉ xin được thể hiện thì thằng đó đồng nghĩa vấn đề là chỉ có chết thôi, sống thế đéo được. Anh cảm ơn nha, phúc anh Ngô nha. Rồi Hùng Nguyễn nha, anh chào em nha. Chào em nha. Anh bươn trải cuộc sống xã hội, anh không phải gặp cha đây quán. Đây, đến muộn rồi, nhưng mà quán vẫn còn có người ngồi. Anh thiếu mỗi tình cảm thôi, thiếu con người sống chất thôi. Không, anh khai trung qua rồi nha. Lê Thanh nha, anh cảm ơn em nha. Tùng Nguyễn nha.